chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chưa mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yếu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi.
xin mời Viện Thưởng thức ca khúc được mang tên Phú Hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vùng đất người ta, quanh năm núi đá cá da dưới cá lá tàu. Nơi chốn gần đặt bàn này cũng riêng, tôi dần nghĩ anh nằm chắn là người nước da đen đi đây lại xấu nát nè, chào cầu tu cứ trời biển rộng bao la, cây xanh tươi hoa lá trổ qua, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết tên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về rợp bóng cờ bay, nước thiên đông dòng sông bên nghe, chợ thiên đông chợ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước mấy chào, đợt sau đang tung bay cao, qua hết rồi những cái thương đau, đã 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua, tuổi lớn rồi mà ngây thơ, ôi ta đang đi giữa đường hoa, hãy ta đi đi giữa đường. 1, 2, 3 uống rượu mà không say nào hay, uống rượu mà không say nào hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
100%. Mẹ yêu ơi, vì anh là lính trung thành. Em mà nhớ gì em đừng hỏi rồi. Chiều nay không em này yêu anh nhiều hơn. Cô sao em buồn? Chiều nay không em này yêu anh nhiều hơn. Cớ sao em buồn? Màu xanh
Oh, yeah.
gióng bông ân hoa tối hoa đi làm thế không chừng bóng tà ngã trên lưng rồi bỏ cho thì con đi u ngàn lao xanh ngoài kia là thơm hương lúa mới bên
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Quay còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá giới anh, đời này đừng
hơn đây hai cháu con. Hôm nay là có là còn hai là mặt lót rồi nhà đây có của mình sẽ còn nhà đấy không cần mà nhận về lấy tay để cho họ nhà đây không có chuyện gì ra. Từ xa đằng kia đang bước vô làm cho tim anh như tăng go cầm một nhẫn hồng thật ở trên tay baby ơi em xin nhất đêm nay đôi mắt long lanh như là một cầu xinh khờ như anh cũng phải điên đầu Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài em ơi ok thì tới luôn nắm chặt tay em có lòng với buồn dù chỉ đi có hay là LV chỉ cần em thích em cứ mang đi quay mắt em trong em follow anh cười nhìn em mới bao đầu gặp mặt lần đầu em trả lời hot tiktoker bay gà tô chân chính tình chưa là chân thương yêu nhau say đắm tình lớn phương nè đừng hiểu lầm cứ làm bad boy đơn giản anh yêu là cưới thôi ngồi trên chiếc xe hơi rắp chơi nghe chơi là những bánh không thiếu cái là nét xăm tối nhập cái sao cổ anh cứ là bao đổ chậm như là bao không cất em cấp ba vòng yeah phong cách anh giống như là ngôi sao villa anh tậu bất kỳ ngôi nào nếu như em thích ngắm sao băng 0704 bốn sao tháng đôi mắt long lanh như là bồ câu xinh cơ như anh cũng phải yên đầu Rolex sơ mi như thật đẹp trai hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài em ơi ok thì tới luôn nằm chặt tay em có lâu mới buồn chắc ở đây lấy khách lên sát vô để nó dạng đâu anh là rồi rồi chú làm hết lại có rồi chú gửi tới bước vô sát trong chỗ ngài đi chú gửi rồi cái bước cái chính giữa bằng thờ á ơi cúi nhẹ nhẹ thôi mình có cái dân mình cúi nhẹ nhẹ thôi chú gái đi quá là rồi chú gái đứng thẳng người lên chú gái đứng thẳng người nhìn đây nè rồi quay vô trong cúi đầu dừng sáu ơi quay vô trong và ai nhận cái khai của chú gái dùng tâm lên luôn thầy rồi anh ơi. Đây quanh đây nào. Như nội mạng. Không tập bài đấy. Hôm nay và đồng thời hai chúng ta và cộng còn hai lần hạng tốt. Để xây dựng với nhau cho tụi con và mấy cháu thì hôm nay họ sẽ đây một là vừa rồi là giao nhau hôn để hai gia đình là thống nhất với nhau từ ngày bên ngoài cũng như mấy cầu mấy gì nó cho phép thì bên ngày sau chúng tôi hôm nay nhưng mà chúng tôi mang là trong vòng 6 quả một cái lễ một quả thứ nhất là quả đèn và rượu phải đi nhờ giường này dùng cái gì nhất một quả thứ hai là quả lễ cây quả thứ ba là quả bánh quy xê từ hôm nay con được làm tốt để quả thứ tư là quả bánh cây quả thứ năm là trà rượu và thứ sáu không có lễ lộc và không có là tiền trà nước rồi là quà nữ trang cho cô dâu ở trên bên ngoài cũng như là trong này nhà thờ không cần giờ để cho thằng cho chưa 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 chưa
đảm nhạc tùy khúc, nhạc tùy tục. Bây giờ được như lệ thì đây hồi nhà trai em biết. Xin hồi nhà trai cho nhận về cái kẻ ảo vô trong nước. Để cho cô vô ra trong nói lớn chút anh ơi. Rồi cảm ơn. Lấy cái gì á, lấy gì không? Sửa anh đây. Để đây cho chị để sẵn đây, chị để sẵn đây. Mời bà ngoại dùng nước, mời mấy cậu, dạ, mời chị Xuân nha, chúc mừng chị Xuân, bảo rồi, dạ. Chúc mừng chị Xuân thôi, vui vẻ với chị. Hát vui tới, hát vui luôn, 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 tân hôn ngày hôn nhân của hai con thì bên chị Xuân có nghĩa là ít nhiều gì đó để cho ngày kỷ niệm cho cháu và đồng thời cho nên là xin bà ngoại mấy mẹ cầu có cảm nhận được xin bây giờ họ nhà cái cũng là thông cảm dùng. Bây giờ tôi thì hai cái tóc của nó rồi cũng cái mặt bỏ gì này. Bỏ xin bỏ giấy xin rồi bỏ gì đó cũng đúng ba đó. Đại khái là xin mời là thứ nhất là cái nôm mông. Nó gặp chung đi. Nôm mông là hai cái giấy một thằng. Thứ hai là giấy giấy cổ. Cái thứ ba là cái nhợ giấy cổ. Ở đại đại hết giờ đi dạy ba trường tổng an nhà trai đây trai cho con vô lấy chú dỡ cái kẹp lên cho con bắt nó lên cho chú dễ dễ nó kẹp lên cho con bắt cái mình này ba nhìn lá là nhìn lá là
chúng tôi xin đại diện cho gia đình nhà cái chứng nhận món quà này để cho trao đổi cho cô dâu. Còn số tiền hỗ trợ cho bên nhà cái là 20 triệu, ở trong này có 20 triệu. Chúng tôi xin thay mặt cho nhà cái nhận món quà của cô dâu. Chào bắt tay coi. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đường. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tơ mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu. Xinh xinh ai ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình chúng. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn.
cúng lễ để làm lễ ông bà quá cố và ông bà hẹn kèm thì cũng tôi xin phép với hội đồng dân tộc nhà trai ở bên nhà gái ở bên cạnh bên ngoài cũng là hai cô cháu làm lễ bên đây này con xin phép dẫn cháu rồi bởi rằng cũng là lễ cũng là gia đình tâm chúc phúc bung lên chị nói đã rồi bung lấy tay rồi thắp cản lên sáng lên nó hơi rung sáng thở hơi rung được rồi chị để giống rồi đó còn một tháng mình để cho cháu nó trở về bên cũng là để làm lễ ông bà chuyện của tôi ra mặt để mời cô bác ở đây tự nhiên để ngồi uống nước và ăn đồ chơi chú thầy ngủ rồi chơi ngủ hết đi ra con đó ra con để cầm trước đi để cái túi trước đi sao mà chưa để túi đi một trăm bảo sáu mai đó quay vô trong đây là cái buổi cờ của ông bà cho cha mẹ qua bên đây để làm lễ trình với chú Điền ông bà rồi để chú rể để làm lễ ông bà để xá cái đi tầm mưa cái dài tôi còn đại diện cho phép hai công gia để xá ông bà cái đồ này cầm bảo chúng ta lại nói chúng tôi tính được bây giờ chúc hai con hạnh phúc rồi, xin cạn ly.
6 cái được. Ừ. Cái bằng cha mẹ con xá đi. Dòng tay trái thì từ cho chú ra cô dâu xá theo, xá lẹ quá sao theo. Ai. Mời đại diện. Từ từ đi cho ông mời hết cái dòng họ hả làm lễ xong rồi. Anh chị chú kiếm gì dưỡng phép mời. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồn nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân vang xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trồi sáng non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa. Chú để nó làm lễ ông bà quá cố và ông bà hẹn tiền mua bán hai trăm để chúng tôi xin vào lễ đất, để chúng tôi thay mặt cho gia đình để mời ông nhà trai để chú vào lễ lễ này lễ trong để mời rồi trước khi bên họ nhà gái ra làm cái lễ gia tiên là xong, tôi cũng là xin được mừng phép họ nhà trai cũng xin thưa họ nhà gái. Thì đáng ra là mình còn cái lễ hồi dâu, nhưng hôm nay hai gia đình chúng ta thông cảm với nhau. Thì ngày đang thành tốt với họ nhà trai là cũng 12 giờ là tối nay, rồi xin mời họ nhà gái ngày 19 à. Dạ. Xin mời họ nhà gái, các ông, các bà, các cụ, các dì, những nhân vật nào thì đưa cháu về nhà chồng, thì xin mời chuẩn bị trước 12 giờ để cho họ nhà ta được phối tẩy nhiều sinh hoạt châu. Rồi cho nó hóa tay đi quý vị, cho nó hóa tay đi quý vị. Một hai ba, anh răng em chê xây dựng có thể vun đắp tình nghĩa phu thê. Một hai ba, anh sáng cao hôm sầu màu mơ dĩ sầu cho hai đứa mình mãi bên nhau. Một hai ba, anh răng em chê xây dựng có thể vun đắp tình nghĩa phu thê. Một hai lên gom vui vài câu chúc cho đôi mình sẽ mãi mãi bên nhau.
chụp đi, chụp đi. Chúng nó lại chụp nữa. Lại tất cả lòng trọng mình đang đi lên đây. Bây giờ theo em một cạnh lên đây. Cho chú Lễ ký nè. Cho chú Lễ ơi, chú Lễ ơi. Nè, cô dâu chú Lễ nhìn máy nè. Rồi bây giờ mình chọn mình đăng ly, bây giờ mình chọn mình đăng ly quý vị ơi. Rồi chọn mình đăng ly quý vị ơi. Rồi đăng ly cái nào. Vô rồi. Anh ngồi xuống anh ơi. Bạn ơi, con có chuẩn bị nó đây 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 đi. Anh ngồi xuống đây chút nữa qua đây anh chút. Chút nữa chở qua đây, chút nữa chở qua đây. Ngoài là 12 con cứ ưng về cả tô. Rồi xuôi ra sao nữa? Xuôi ra sao nữa? Chút nữa qua bên đây còn chị xuôi. Đó đó, mà chút kiền sáng. Rồi. Để cho cô nói thêm chút nữa. Chút cho hai cháu càng già càng trẻ lại thêm đẹp đẽ được nhiều sức khỏe. 2 năm mẫu đẻ con cháu không có đau. Đã đến giờ giới thiệu cho dân khu. Hãy tiến vào bên trong khu vực chiêu đãi và chọn cho mình một chỗ ngồi yên để những tiệc cưới được diễn ra long trọng hơn. Xin trân trọng kính mời. Cái gì các bạn? Qua đây nè, qua đây nên qua góc độ này nè. Cậu này nè chụp được nè. Cậu cứ đứng đứng. Hôm cùng cô dâu và chú rể xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh làm mẹ, trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay sẽ thật sự ý nghĩa và thiêng liêng khi có sự chứng kiến và dìu dắt của các đấng sinh thành và dưỡng dục. Nếu nói cha là vệ tinh, là điểm tựa để vững bước con trong cuộc sống, thì với tấm lòng tràn đầy từ mẫu, mẹ dạy ta biết yêu thương và đồng điệu với cuộc đời. Và ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến thành phần chủ hôn hai họ. Về phía hội nhà gái, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Ngọc Oanh là mẫu thân của cô dâu Hồng Vân. Với chịu là chủ hôn hội nhà gái, xin ra mắt tất cả quý vị. Xin mời bà cùng tiến lên sân lễ. Về phía hội nhà trai, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Tình Hoa là mẫu thân của chú rể Thanh Sơn. Với chịu là chủ hôn hội nhà trai, xin ra mắt tất cả quý vị. Tình yêu là một đề tài rất đẹp và lãng mạn, nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, tình yêu luôn là kho tàng bí mật mà không ai có thể hiểu hết được về nó. Nhưng có một điều trong tình yêu mà trong tất cả chúng ta Thanh Sơn, sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu thương, được sự đồng ý và nhất trí của hai họ, thì hai bà đã chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho mình. Và ngay bây giờ một lần nữa xin kính mời tất cả quý vị khách quý chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi nguyên ương của chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Cô dâu Nguyễn Ngọc Hồng Vân sánh duyên cùng chú rể Phạm Ngọc Thanh Sơn. Khách quý để tỏ lòng tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay. Quý vị ơi, đại gia đình chúng tôi xin nhận về một tràng pháo tay nữa, tỏ lòng nhiệt để thay lời chúc mừng. Để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, xin mời cô dâu và chú rể cùng đi đến thắp ly, cùng thực hiện nghi thức chúc mừng.
anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi tình tú trời cao thành vương miền xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quý. Người hỡi đừng bắt đầu nghĩa phu thê. Nào xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly lên nè. Ly đâu quý vị ơi? Một, hai, ba. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Nắm tay xuống luôn, bắt tay nắm xuống luôn.
Hãy đem cho mọi người.
chúng tôi. Không biết gì hơn thì chúng tôi xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe, làm ăn tấn tới và sự như ý. Và tôi xin góp vui trong ngày vui hôm nay một nhạc phẩm, đó là nhạc phẩm Không Gì Có Thể Thay Thế Em. Và đặc biệt là tôi xin tặng cho chị xuôi của em tôi.
Nó đủ rồi nghỉ. Nhìn lên bàn thờ, nhìn lên bàn thờ, nhìn lên bàn thờ.
đứng dậy. Đứng lên đi. Phá cái áo dài ra để thôi nó kẹt rồi. Dắt cái té lên rồi. Phá cái áo, phá cái giặt sau, phá giặt trước rồi đứng lên. Rồi xá đi cô dâu, xá. Rồi chưa cô dâu chắp tay với ngực cái dâu à nhìn à, chắp tay nhìn thẳng phía trước đừng nhìn lại nhìn mới à vậy đó à. Cho cô dâu đứng đi nha. Gót đi cô dâu. Bưng hai tay, bưng ly rượu hai tay, đưa cho bà nội. Dâng cho bà nội. Rồi uống đi bà, uống đi cho con Lý Đức, cho cháu ngoại Lý Đức bà nghe. Cầm lên, cầm ra coi, giỡn ra coi. À, giỡn lên coi đi quay phim. Khắp xuống chút bà. Khắp xuống khắp bài. Nè, cô dâu dịnh vô chiếc lách dùng cái dâu. Bà nhìn con nè, bà nhìn con nè. Bà cho bỏ ra bà. Bà ngoại cho cổ hồi môn đấy nha. Cổ hồi môn muốn xinh đó. Làm hết đi được á. Bà ngoại cho bé dẹo qua bên á. Quanh nó bé gì vậy? Mềm lắm. Má mày biết sao mày bận mày làm. Tôi gì chỉ ba rồi, bữa đó mấy má chỉ rồi mà. Đứng nó xúc chuẩn quá ám giờ. Ha, nãy sung quá ha. Bà lại đi lên coi chứ bà. Đưa vô chẳng lại. Bữa giờ cái mẹ nó bóp bóp cái này đây. Chứ đi chẳng lại là vậy là tóc này đưa vô. Rồi cho cô dâu lại hay là xóa chụp đi. Rồi lui lui qua đây là xá xá bà hai xá đi con. Đứng đứng cũng được, đứng xá đi. À đứng xá đi. Xá xá gì xá, 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 xá hoàng thờ nãy vậy đó. Rồi. Rồi xá đi. Nhún nhẹ xuống cái. Rồi. Bên đây. Dạ. Lúc này là phải dạy bài nó vô nha. Dạ có. Rồi vậy đi con, giấy góc này nè, ông qua góc bên đây nè. Được rồi. Vậy đó nha. Mở tay. Bính gần tôi nè, nó dễ hơn. Rồi buông tay đi, buông tay uống đi. Rồi đưa cho cô dâu đi, cô dâu đẩy xuống lại cô dâu, để xuống dưới đi. Rồi mẹ có chút gì, có nhắn gửi gì với con mình không? Hôm nay mẹ gả con xuất giá về nhà chồng. Chúc cho con hạnh phúc. Rồi cho đảo ta đi quý vị ơi. Cho em. Đừng à không chắc không, rồi thôi thôi không có cặp đi cặp đi con nó đẹp cặp tin cặp đi rồi cặp đi dễ đẹp ảnh từ từ vô rồi dân rượu đi dân rượu đi dân cho ở chồng trước rồi dân ở ngoài đưa đây cầm đây đi buông tay ra dân bên đây buông tay lấy đi cái đưa bên đây rồi rồi vậy chụp hình đó nhìn lên có là gì dưỡng nhìn lên đây hai tay nhìn anh đi đúng rồi rồi hai ông bà đụng ly uống đi một trăm luôn rồi có đôi lời gì nói với con cháu mình không? Hôm nay là ngày con xính giá thay chồng, người ba có món quà nhỏ nhỏ mới cầm sổ đỏ đó, 100 năm hạnh phúc, cầm dâu mỹ mãn.
Rồi để vô cái khay đi con, để vô cái khay đó, để vô cái khay đó. Con để vô cái khay, để cái thiệp vô khay đó bên đây nè, vách này nè. À, đứng vậy đó đúng rồi. Rồi xá 26 đi con, xá 26 cô dâu. Xá lễ rồi. Rồi dân rượu giống nãy vậy đó cô dâu. Đi qua 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 đi. Rồi. Tám thì nằm á. Chưa. Cầm đi chưa? Rồi rồi đây nhìn nghe máy nè, nhìn tới trước nè. À đi nha. Rồi cái hộp đó gì đó mở ra xem. Ra cầm tay rồi đó. Dạ hả? Đeo luôn. Rồi đeo luôn, đeo luôn, đeo luôn. Đó cho đi, vậy cho đi. Con hôm nay là giá cậu chúc cho con là năm xanh trai, cuối năm xanh gái, giữa năm xanh gái. Nghiêng nghiêng lại cho thấy chiếc tay, thấy chiếc vòng chị, hai tay chị đeo chiếc vòng. Này tay này em đeo chiếc vòng. Đưa tay ra cô dâu, đưa cái tay ra cô dâu đừng coi nhé. Là nhìn đây này, nhìn cái này. Trời. Bà ngồi ngoài hả? Bà ngồi chờ. À vậy cũng được đi. Được không? Rồi dân rượu giống nãy vậy đó. À dân bên rồi đúng rồi, buông tay ra lấy ly bên đây, dân bên đây nữa rồi. Rồi nhìn lên là nhìn cái máy giùm ơi. Cô dâu đứng thẳng người lên đừng có cơm. Rồi đụng ly lấy nọc luôn. Rồi vô cái. Rồi hôn cái luôn. Rồi hôn cái luôn. Hôn cái luôn. Càng già rồi rồi nhìn nghe máy đi cô dâu nhanh rồi. À đi chơi nhìn lấy ra chứ, chơi nhìn lấy ra nhìn ngắm này rồi. Rồi uống luôn đựng lên vô rồi hôn cái luôn. Rồi xá 26 đi cô dâu ơi, xá 26 cô dâu ơi, xá 26 đi. Tắt cái này, để dưới đây. Để dưới đây. Rồi, ok. 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 Rồi, à biết anh hộp sọ cho rồi phải không? Hỏi cấp với tao. Em không có nghĩ gì hết trơn, nghĩ tình nghĩa thôi, anh em là trên hết. Em đến giờ là mình đá rồi lui lui từng người ra đây, từng người đi lui lui ra đây đi ngoài chung đó rồi đưa cho Sáu cầm con cầm đi quý à, nhìn lại cho mở cho Sáu cầm đi à, đấy bà nhìn lên hai người nhìn lên đây à, con vô à. Vô đứng đi à, đứng lại nha để dịu hai chị em đứng hai cho con đứng xây mặt ra chụp máy chụp hình coi đổi giờ cái ghế quay cái lưng vô trong á nhưng mà thấy mặt được à chứ à chứ nha. Rồi vô quay phim luôn. Ghê gốc. Rồi nhận quà của nhận ly rượu của cháu cô dâu đứng thẳng người anh bạn gió nha. Rồi uống luôn. Uống rồi. 100% luôn. Rồi hôn phim.
cái này quan trọng rồi. Để tôi chúc cho cháu được câu. Trên đời có nắng có mưa, chúc cho hai cháu sống lâu muôn đời. Chuẩn bị đi. Cái này cũng có mẹ ta. Rồi Vĩnh Hai Ly em ơi, đứng thẳng rồi em coi dâu được không? Rồi nhìn cái máy dùm cái, nhìn cái máy này. Vô, rồi mình hôn mấy cái. Hôn mấy cái. Hôn cái. Vô cái bọn luôn. Làm đồ cái này rồi. Tính đâu rồi? Anh chị thì có được nha. Rồi Vĩnh Vĩnh đi cho rồi nè. Đừng đi cầm rồi nè. Coi như thế nào. Cho mấy đứa em đi rồi. Cho mấy đứa em vô chụp hình chung. Tính được luôn. Hai anh em vô luôn. Vô. Rồi cho cháu cái gì đó nói sao, nói sao? Mình trước thì cậu với vợ có quà gửi cho con. Chúc con trăm năm hạnh phúc. Rồi. Hôn cái. Hôn luôn. Hôn quá. Hôn hả? Rồi. Mãi bên nhau.
nhạc sập sình nhà vui quá vui, tiếng cười mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật xôn xao là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông
đưa cho cô dâu ly đi chú rể. Rồi cô dâu dâng cho mẹ mẹ ruột, chú rể dâng cho mẹ ruột bên đây, đứng đứng đó luôn rồi. Xích qua đây nè, xích qua đây. Chú rể để gì, chú rể đứng gì đây, đứng không, đứng về cũng được nè. Đứng chòm, mình chòm tới thôi. Chòm đưa tay tới, dịnh đây nè, dịnh tay nè. Chú rể đứng thẳng người, chó tay, vậy đó. Rồi cho mẹ mẹ nhìn đây nè, hai mẹ nhìn đây nè. Rồi hai bà uống đi. Dạ, rồi xá hai xá đi con, xá lễ làm đầy ly luôn, ta xỉn luôn, dậy ngủ lên xe dậy ngủ. À, tôi vô xích tới chú gửi luôn chút, giói tay đưa thôi đừng chầm mình. Được tôi đi. Bên kia, bên kia, đưa bên kia. Rồi là vậy là coi vô đi đây. Bà nhìn đây nè bà gì Vô. Rồi hai đứa xá đi, hai xá. Dạ, tôi nói cho nhà tôi nghe. Hôm nay một sự tổng nghiệp của hai gia đình là ông càng tốt để mà chị ở trong nè, chút nữa đi ra chứ vô trong chú rể nè, hai bà đi hai bên không đi trước nữa, chị đi bên chú rể, bà kia đi bên cô dâu. Cô dìu chú bác ngồi ngoài, ai chị đậu bên nhà chồng thì xin chuẩn bị là đến giờ mình xin mời tất cả bên họ nhà đấy bỏ một thời gian để cho làm hết tay đi quý vị ơi. Trùng sương mắt em màu trùng sương, tóc em như sóng cồn, tóc em như sóng cồn, gió nhẹ tựa như hơi thở của người yêu buồn mà xuyên xa. Anh là thủy thủ mang đời biển cả trao về tình em, đã lành em yêu anh, đã lành em yêu anh, sao bằng anh thương em, sao bằng anh thương em như biển đông lai lá. Đến bây giờ hoang tàn, nhưng tình không tan biến. Nhớ em đêm sao đêm, nhớ em đêm sao mà vẫn lòng, đêm sao mà vẫn lòng, vẫn lòng càng thương hơn. Tình nào cho em, tình nào cho nữa. Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như người tình chung. Em màu trùng sương, mắt em màu trùng sương, tóc em như sóng cồn, tóc em như sóng cồn, gió nhẹ tựa như hơi thở của người yêu buồn mà xuyên xa. Anh là thủy thủ mang người biển cả trao về tình em, đã lành em yêu anh, đã lành em yêu anh, sao bằng anh thương em, như biển đông lai lá. Đến bây giờ hoang tàn, nhưng tình không tan biến. Nhớ em.